Uông Châu Thứ nói, trong các ác nghiệp chỉ có sắc là dễ phạm nhất, khiến cho đức hạnh bại hoại trước lấy tai họa, cũng không gì hơn được chuyện này. Hãy thử nghĩ tới câu vạn ác dâm vì thủ, muôn điều ác dâm đứng đầu. Trong thế gian ác nghiệp vô cùng, cớ sao coi dâm là nghiệp nặng nề nhất? Ấy là vì dâm niệm vừa sanh, các niệm xấu ác đều khởi. Nếu như tà duyên chưa hội đủ, vì cái tâm huyễn vọng đã sanh, do nhận thấy không có cách nào dẫn dụ kẻ khác, tâm bèn bày mưu tính kế. Nếu gặp đôi chút trở ngại, bèn sanh lòng sân hận, dục tính điên đảo, sanh tâm tham luyến. Do hâm mộ những gì người khác đang có, bèn sanh lòng ghen ghét, đoạt người yêu dấu của người ta, sanh tâm sát hại, chôn sạch liêm sỉ, luân lý sứt mẻ. Đủ mọi ác nghiệp do vậy mà dấy lên, các thứ thiện nguyện do vậy tiêu mất. Vì thế nói, muôn điều ác dâm đứng đầu. Hễ dâm tầm giấy động, dẫu chưa thật sự làm chuyện ấy đã chất chứa, tạo tác ác nghiệp như thế, huống hồ những kẻ công khai thực hiện, chẳng biết nẻ nang ư, cõi đời có bậc thiện nhân trung hậu, nhưng thân thể về sau chẳng khá, hoặc bậc văn nhân tài hoa suốt đời nghèo túng, thất vọng, nguồn bệnh đều do lẽ này. Này muốn đoạn trừ căn bệnh ấy, hãy nên trong lúc giấy niệm chặt đứt gốc bệnh, thái thượng cảm ứng thiên chẳng của từ mỹ sắc, sở hữu người có sắc đẹp, mà nói kiến tha sắc mỹ khỏi tâm tư chi, thấy người khác có sắc đẹp giấy tâm riêng tư, ấy là vì chỉ giấy lên cái tâm ấy tội đã chẳng thể trốn được. Giết người chỉ ảnh hưởng một thân, gian dâm của người khác độc hại đến mấy đời, không chỉ chồng người ấy mang tiếng chẳng biết trông chừng vợ con, mà suốt đời còn khó thể ngẩng đầu, trên là bố mẹ chồng, dưới là con cái, chẳng ai không xấu hổ, mặt ủ mày trao, đau thấu tâm can, cũng có khi chồng giận giết vợ, cha vì giận mà giết con gái, thậm chí vì chuyện ấy tuyệt đường con cái của người khác, chấm dứt dòng dõi của người ta, cũng nên nghĩ sướng vui thoáng chốc đạt được những gì. Vô duyên vô cớ đẩy vợ con nhà lành vào hầm lửa, chẳng màng trong cõi âm sẽ có báo ứng rành rành. Sao mà tấm lòng tàn nhẫn quá sức vậy? Người ở quá quyết giữ tiết hạnh, vốn do một điểm trinh tâm quỷ thần kính ngưỡng, nay do mày đi mắt lại khiến tâm người ấy dao động, chẳng còn giữ nổi mình. Tiết hạnh khổ nhọc gìn giữ trước kia chốc lát mất sạch. Tội ác dụ dỗ ấy to lớn cùng cực, chẳng có gì to hơn. Đến nỗi trốn khuê các tan hoang, chẳng màng tiếng xấu đồn khắp, mọi người cùng ghét bỏ. Dẫu có người xin cưới, thường là sẽ bị lộ chuyện, bị nhà chồng đuổi về, cha mẹ nuốt thẹn, anh em đeo nhục. Do vậy có người phẫn uất quyền sinh, hoặc vì uất ức mà tổn thương thân thể, có oán kiều gì với người ấy mà cứ phải làm chuyện hại người hại mình vậy thay. Phụ nữ há biết lẽ cao xa, hoặc do yêu mến hâm mộ nhất thời bèn nguyện kết vầy loan phụng, hoặc do trẻ tuổi thiếu hiểu biết, siêu lòng trước những lời dụ dỗ xấu xa, đáng thương ngọc trắng không tỉ vết bỗng bị lấm lem, về sau dẫu hối tiếc suốt đời, nỗi dâm ô một thuở chẳng có cách nào gột rửa. Cũng có kẻ do một phen nhuốm bẩn bèn đánh mất liêm sỉ cả đời, cam bề đọa lạc. Nói đến chỗ này đúng là nguội lạnh tấm lòng. Vì thế bậc quân tử thời cổ, tuy kẻ khác, nữ nhân nắm tay áo, chèo kéo hoặc vén màn kẻ cận, không ai là chẳng nghiêm trang cự tuyệt, đẩy lùi cơn sóng cuồng loạn mê đắm của ả mày ngài, khéo léo chỉ bày căng buồm gấm dẫn về bến đạo. Nếu có thể giữ lòng thâm thảo, giữ vẹn trinh tiết cho người nữ ấy, đấy cũng chính là do tổ tiên mấy đời gia hộ, khiến cho người nữ ấy được hưởng ân trạch sâu dày của bậc có lòng nhân. Đối với con sen tớ gái, chủ nhân dễ làm chuyện gian dâm nhất. Chẳng biết những hạng người ấy vốn là lương dân, bất quá do gặp hoạn nạn mà phải khuất thân làm tôi tớ, do nghèo hèn mà tự bán mình, hiềm rằng đã làm thân tôi mọn, chủ nhân lại nỡ lòng dở trò gian dâm rối loạn phẩm tánh của họ ư? Huống chi nếp nhà chẳng nghiêm, gia đạo bất hòa, phần lớn đều là do chuyện này, hoặc là vợ ghen tức đánh đập tớ gái đến nỗi tổn thương sanh mạng, hoặc là kẻ tôi tớ hung hãn cắn ngược lại chủ, hoặc cha con do chẳng hay biết mà cùng lấm chung bụi trần, hoặc anh em cùng mê muội chung trạ với một nàng hầu. Quá đáng hơn nữa, mặc kệ ruột thịt máu mủ của mình vất vưởng trong hàng tôi tớ, con cháu đời sau chẳng hay biết lầm lẫn làm chuyện ô nhục, tạo thành nỗi nhục loạn luân, mang tiếng là chủ tớ sai khác, bên trong thật ra là anh em họ hàng, thường phòng bại tục chẳng nỡ nói nổi.
Lại có kẻ giả vờ ham thích học Phật để dụ dỗ kẻ bóng sắc trong chốn không môn, dám ô uế đất Phật, bại hoại sự thanh tu. So với sự dâm ác tầm thường, tội lỗi này chắc chắn nặng gấp trăm lần. Lại có hạng người cuồng si khác, săn lùng nam sắc, bề ngoài đội danh nghĩa bạn bè, trong ngầm mưu tình chồng nghĩa vợ. Họ do thấy mọi người coi thường, tự nhủ ta cũng chẳng phải là kẻ chánh trực, cần gì bận tâm. Còn có những kẻ kém hèn hơn nữa, cật nhả bọn kép hát trai, bọn kép hát trẻ trung xuồng xã, cùng lũ đầy tớ đẹp trai, tâm bị dục vọng nhiễu loạn, trong ngoài chẳng phân biệt. Ta đã dẫn nước vào nhà, kẻ khác sẽ thừa dịp gió thổi mà phóng hỏa, khi ấy sẽ có những chuyện chẳng thể dự liệu được. Kẻ khác thì là cả trốn thanh lâu, tự xưng là chuyện phong lưu tào nhã, chẳng biết thân gái làng chơi hạ tiện, họ phô bày trăm kiểu ôn nhu, không gì chẳng là lưỡi câu, mồi ngon vây hãm con người. Hễ bước vào đó, người tột bậc thông minh cũng bị mê hoặc đến nỗi tâm trí rối loạn, bỏ mặc nghề nghiệp chánh yếu, phá sạch gia sản, dẫn mình vào bọn lưu manh. Huống hồ gặp phải người nữ mắc bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh hoa liễu, lây nhiễm cho mình, rụng lông mày, mất mũi, đau đớn khó thể chịu đựng, há chẳng chỉ hổ thẹn với bạn thân, lại còn bị vợ con chán ghét. Dẫu được lương y chữa trị, giữ vẹn tánh mạng, nhưng chất độc đã thương tổn tận ruột, đa số là đến nỗi chẳng thể sanh con đẻ cháu. Dẫu có sanh nở, nhưng do chất độc từ trước đã quá nhiều, đứa con thường sanh ghẻ nhọt lạ kỳ, hoặc bệnh đậu nguy cấp đến nỗi chết non. Vì thế dòng dõi tuyệt diệt, hối làm sao kịp. Ông Nhan Quang Trung nói, lòng dục của thiếu niên có chỗ nào chẳng thấu tới, ví như kẻ ham hố ăn uống, càng phóng túng càng cuồng loạn, tận lực khắc chế giảm bớt, ắt thói tham ăn sẽ giảm nhẹ. Lại có những kẻ mặc tình bày ra tà thuyết, hòng cổ vũ lòng dục, họ bảo chẳng phải là bậc nam tử thông minh sẽ không thể hiếu sắc. Chao ôi, chim cút bươn bà tìm bạn tình, cá uốn éo mong được yêu thương, những loài đó làm như vậy chẳng phải là do tánh tình thông huệ, buông lung lòng dục của ta làm chuyện vô lễ, có khác gì cầm thú hay chăng? Đã thế đứa thiếu niên bậc anh tài làm chuyện ô uế gái nhà lành, ắt gặp họa cõi âm, sai người truy sát đáng sợ, do cậy tài mà phóng đãng, ắt phải sầu cửa nhà hao tổn, bệnh tật nguy ngập, san lùng nam sắc, ắt khiến cho kẻ khác tủi nhục và phẩm hạnh của chính mình cũng bại hoại đáng thẹn. Làm thế nào để dần dần chịu đựng, dần dần kiêng ngừa, hòng giảm bớt những nỗi đoạn trường, tích tập một vài âm đức, những kẻ đề xướng tà thuyết mê hoặc người khác, ắt tội ngang ngửa với những kẻ dâm loạn ấy. Trước này trốn tình dục phóng túng, dẫn dắt dâm tà, không chi hơn nơi thành thị, tụ tập tán gẫu không gì chẳng bàn đến chuyện gái gú, vầy đoàn la cà, phố hoa ngõ liễu, nếu có nữ nhân vô ý liếc mắt, liền bảo họ đa tình, giữa đường gặp gỡ, liền khoe là kỳ ngộ, coi trộm ngọc cắp hương là chuyện vui thú, xem bại hoại luân thường, tổn thương phong hóa như chuyện bình thường, sách động thành phong trào, chẳng hề mảy may kiêng dè, chẳng biết tâm vô nhị dụng, mê man say hoa đám liễu, ắt phế bỏ chuyện kiếm sống. Do vậy, kẻ kinh doanh vốn liếng dần dần tiêu tán, kẻ làm công cho người khác khó giữ mãi kế sinh nhai. Đã thế cái nhân ác ngày càng chất chứa, tội lỗi oan nghiệt ngày càng thêm sâu dày. Hậu quả rõ rệt là nhà cửa suy sụp, phá sạch tài sản, uổng công nhọc nhằn bươn trải nơi phố thị. Hậu quả ngấm ngầm là bất lộc giảm thọ, mất sạch vinh hoa sẵn có trong mạng. Hệ lụy lớn thì là cha mẹ không nhờ cậy được, gan đau ruột nứt, nhỏ thì thân bại danh liệt, lưu lạc đáng than thở thay. Thậm chí chuyện gian dâm bại lộ, gặp phải kẻ hung tàn, cái thân bảy thước trong khoảnh khắc làm quỳ dưới ngọn đao, hiểm dáng tai họa do dâm dật đã rành rành. Hễ nói động đến bèn có kẻ chê bai, nói chuyện viển vông, cam tâm dấn thân vào phường bại hoại. Trước mặt lũ hậu xanh trẻ dại, người đời ưa nói chuyện dâm ô, coi đó là chuyện vui cười. Nào biết lũ chúng nó non trẻ chẳng hiểu biết, không biết lẽ lợi hại, kể những chuyện ấy dục niệm bừng bừng, do vậy phá hỏng tấm thân thiên chân chưa phát triển trọn vẹn, khô kiệt tủy chưa tròn đầy, đến nỗi yếu đuối thành bệnh, thậm chí chết non, họa hạn suốt đời. Đúng là do kẻ chung quanh cổ vũ mà nên nỗi. Ôi, chẳng thể dùng lời lẽ chánh đáng để uốn nắn, dằn nhắc bọn thiếu niên thì đã chẳng phải là bạn tốt, lại còn hùa theo chỉ vẽ bọn chúng theo hướng dâm tà, địa ngục kéo lưỡi chính vì bọn người ấy mà kiến lập. Người xưa bảo đọc dâm thư có 5 điều hại,
Một, trở ngại nghề nghiệp chánh đáng là điều hại thứ nhất. Hai, hao tổn tinh thần là điều hại thứ hai. Ba, loạn tâm trí là điều hại thứ ba. Bốn, hoặc bạn bè mượn xem ắt hại bạn bè, đó là điều hại thứ tư. Năm, hoặc con cháu lén xem sẽ hại con cháu, đó là điều hại thứ năm. Nói chuyện dâm uế có ba tội: một, phô bày điều xấu của kẻ khác; hai, tổn thương đức hạnh của chính mình; ba, khinh nhờn trời đất thần minh. Nếu có thể dùng thân làm gương hướng dẫn chúng sanh, hoặc gặp kẻ đọc những sách tệ hại, kể chuyện tư tình nam nữ, hãy nên viện dẫn quả báo do trinh lương hay dâm trà hay dâm tà hòng khuyên bảo hết thảy. Hoặc gặp chỗ đông người, bèn thuật lời tránh trực, hoặc trong phòng kín ra giả khuyên can, chẳng sợ bị châm chọc, chẳng nề hà kẻ khác chê cười hủ bại, mềm mỏng khuyên bảo, ắt trong trăm ngàn người sẽ có kẻ được hưởng lợi ích. Gần đây kẻ buôn bán tiểu thuyết dâm đãng ngoài phố rất nhiều, phàm những lời dâm uế khó có thể chịu nổi, chẳng thể thốt nên lời, đều công khai viết thành sách, được coi là tác phẩm tao nhã. Không tác phẩm nào chẳng tả chuyện lén lút hẹn hò, tả những chuyện ô danh thất tiết. Sau đấy những kẻ phóng đãng trong các tác phẩm đó đâm ra lại vinh hiển, đoàn viên, tả những chuyện thối tha trong chốn buồng the, thành chuyện chẳng có mảy may nào đáng trách. Kẻ khuê nữ vô tri lầm tưởng những thói bại hoại ấy là chuyện tao nhã của hàng tài tử giai nhân, vì thế mất trình thất tiết, điếm nhục gia phong, vạn năm khó thể gột rửa, đến nỗi khơi gợi những thói xấu nơi bọn trẻ nhỏ chưa dậy thì, khơi dậy lòng hâm mộ của bọn dân quê, đủ mọi nỗi họa hại chẳng thể nói trọn. Lại còn có những tranh ảnh dâm tà, càng là phương tiện dẫn dắt lòng dâm. Những thứ ấy đều là những thứ gieo nọc độc vào lòng người nặng nhất. Người có quyền lực, có chức vị kiểm soát ngôn luận, nếu có thể thật sự cấm chỉ nghiêm ngặt, hủy sạch mọi bản in, sẽ giúp ích cho phong hóa chẳng cạn đâu nhé. Ông Châu Thiên ở Lạc Phố nói: niềm vui thỏa trốn khuê phòng vốn chẳng phải là tà dâm, vui vầy cùng thê thiếp tùy chẳng có hại hoặc trở ngại gì, nhưng chớ nên thỏa thích quá độ, chớ nên phóng túng lòng dục, buông thả dục tình sẽ thành họa hoạn, vui đến tột cùng ắt sẽ sanh buồn, cổ nhân đã dạy như vậy. Con người tinh lực hữu hạn, dâm dục vô cùng, đem tinh lực hữu hạn dâng cho dâm dục vô cùng, chẳng trách tuổi còn non trẻ thọ mạng đã đứt ngang, người chưa già cả thể lực đã suy sụp trước, huống chi mang phận con người trên phụng dưỡng cha mẹ, dưới nuôi nấng vợ con. Nói theo lẽ lớn thì có công danh sự nghiệp, nhỏ hơn là phải gánh vác sản nghiệp, chi dụng trong nhà, những điều ấy có mối quan hệ chẳng cạn, thế mà bỏ mặc đó, chẳng màng hỏi tới, tham tiệc tùng hoan lạc chốc lát, chẳng đoái hoài nỗi lo sợ nguy hiểm mai sau, thật sự là cái tâm gì vậy? Hơn nữa, người ít ham muốn ắt đông con trai, kẻ tham dâm thường chẳng có ai nối dõi. Bởi lẽ tinh lực suy vi bạc nhược, khó thể sanh con, do vậy đến nỗi con cái lơ thơ hiếp muộn, thậm chí tuyệt tự, chẳng có kẻ nối dòng. Đấy là họa hại của kẻ tham đắm dục sự, nói sao cho xiết. Châu Tử Mẫn nói: con người sống trong vòng trời đất, trở thành bậc thánh hiền hào kiệt, đúng là những chuyện nên làm, nhưng tinh thần cần phải chọn đủ 10 phần thì mới hoàn thành sự nghiệp 10 phân vẹn 10. Nếu chẳng biết tiết dục giữ vững tinh thần, dẫu có chí hướng tâm lượng tột bậc, nhưng do tinh thần tối tăm, sức lực mệt mỏi, chưa hề có kẻ nào chẳng bỏ cuộc giữa chừng. Lửa dục thiêu đốt tinh tủy dễ cạn, vì thế đến nỗi giảm mất thông minh, trí lực kém hẳn, vốn là kẻ hữu dụng chẳng đầy mấy năm trở thành hạng phế nhân vô dụng, lại còn dần dần tạo nên bệnh, tạo thành bệnh lao. Bởi lẽ chẳng cần phải thường gần gũi nữ sắc, chỉ ngay trong lúc ở một mình, hễ một niệm xoay chuyển tư tưởng dâm sự đã thừa đủ để chôn vùi đời này. Vì thế Tôn Trần Nhân nói: mạc giao dẫn động, hư dương phát, tinh kiệt dung khô, bách bệnh xâm, đừng nghĩ vần vơ dương khí uổng, tinh cạn mặt khô trăm bệnh xanh, là nói đến đạo lý này. Sắc là cửa ải khó vượt bậc nhất của lũ thiếu niên, chẳng phá được cái ải ấy, dẫu cho tài cao tuyệt học đều chẳng có cách nào dùng được. Bởi lẽ muốn sự lấy thân làm gốc, sở dĩ cái thân máu thịt có thể tồn tại lâu dài trong cõi đời là do tinh khí huyết. Huyết là âm, khí là dương, âm dương ngưng động thành tinh. Tinh chứa trong tủy xương, trên thấu đến tủy hải, dưới thấu đến vĩ lư, là món quý báu nhất trong thân người. Vì thế nước thiên nhất chẳng cạn, tai mắt lanh sáng, chân tay thân thể khỏe mạnh, như nước thấm nhuận vật, trăm vật đều tăng trưởng,
lại như dầu duy trì ngọn đèn, dầu chẳng cạn át đèn chẳng tắt. Vì thế bậc tiên nho coi tâm hỏa giáng xuống, thận thủy thăng lên, điều hòa lẫn nhau thì mới có thể dưỡng sinh. Bởi lẽ lửa nơi tâm là quân hỏa, lửa đứng đầu trong các thứ hỏa nơi thân. Lửa có tánh nóng bốc lên, thường thừa dịp huyết khí chưa định mà dâm niệm hừng hực dấy lên. Hễ quân hỏa vừa động, ắt can hỏa, lửa nơi gan và thận hỏa đều động. Thận thủy bị nung nấu tiết ra ngoài, cạn kiệt bên trong. Nam tử 16 tuổi đã có tinh khí, cổ nhân quy định ắt phải sau 30 tuổi mới cưới vợ. Đấy là nhằm giữ cho gân cốt cứng cỏi, giữ gìn nguyên khí. Hơn nữa, huyết khí phần nào đã định cũng chẳng đến nỗi như bọn thiếu niên tự hao tổn vậy. Lũ trẻ gần đây kết hôn quá sớm, gân cốt chưa vững vàng, nguyên thần hao tán, kẻ chưa lập gia đình mà trước hết đã trừ bỏ căn bản này. Đứa đã cưới vợ rồi càng ra sức đẵn chặt bẩm mống. Chẳng đầy mấy năm tinh huyết tiêu vong èo uột, chẳng thể phấn chấn nổi, tuy vẫn mang hình hài con người đã hoàn toàn ghi tên trong sổ quỷ. Do vậy con em bất tài cũng là vì cha anh chẳng dạy. Này vì họ lập ra ba nguyên tắc lớn chính là: một, siêng năng làm việc để cái tâm bận bịu; hai, nam nữ cách biệt hóng ngăn ngừa họa hoạn; ba, giao du thận trọng để chấm dứt chuyện bị bạn bè xấu xa dụ dỗ mê hoặc. Như thế thì trong ngoài đều cùng tu, đức nghiệp mỗi ngày mỗi tiến, trách nhiệm của cha anh cũng trọn vẹn. Muốn kiêng hạnh dâm ô ắt phải bắt đầu bằng kiêng ngừa dâm niệm, hễ dâm niệm dấy lên, ắt dâm hạnh sẽ thuận theo. Như vậy, dùng điều gì để khống chế? Chính là đừng thân cận bạn tà, đừng vào chốn tà vậy, đừng đọc sách dâm tà, đừng nghe lời tà vậy. Bởi lẽ hễ thất cận bạn tà, ắt bạn tốt ngày một lơ là, tự nhiên sẽ tiềm nhiễm những lời dẫn dụ làm bậy, dần dần trở thành kẻ hạ lưu phóng túng hoang đàng, không chuyện gì chẳng làm. Hễ vào chốn tà vậy, khó giữ chánh niệm, tự nhiên tâm háo hức, chẳng giữ vững được. Phóng túng khoảnh khắc hối hận suốt đời, nói nghĩ đến đây chẳng đáng răn rè ư? Còn như sách tà dâm, lời lẽ tà vậy, bất quá là trò du hí của văn nhân và những lời lẽ cợt nhả của lũ người rảnh rỗi. Bọn họ muốn viết thành một câu chuyện, tự nhiên nói đến kết cục đoàn viên đẹp đẽ, toàn là những lời lẽ bịa đặt dối trá, há nên tin là chân thật ư? Nếu nghĩ đôi khi xem đọc cũng chẳng sao, há có thể lay động ta ư? Những tà niệm ắt sẽ ngấm ngầm tăng trưởng, âm thầm bị hại mà không hay biết. Nói chung, cách để giữ thân không chi bằng ngăn ngừa trước, chớ nên tự lơi lỏng chút nào. Thả bị kẻ khác cười chê ta là kẻ chấp trước ngây ngốc, chớ nên tự cho mình là hạng viên thông. Nếu thường ngày chẳng tự giữ gìn bản thân rất nghiêm, làm sao bảo đảm lúc gặp chuyện sẽ không thất thố? Triệu Hồng Bảo nói, tiết chế giác dục, nói dễ dàng, chưa chắc làm được. Một niệm vừa sơ sẩy, lỡ bị chìm đắm, sẽ có thể quay lại. Mỗi niệm đều phải kiên nhẫn, ngay trong khi cảnh đột ngột thay đổi mà vẫn có thể giữ vững ý niệm. Chỉ có cách là trong thường nhật, hãy thường xem giáo huấn của những bậc tiên triết, đặt những câu cách ngôn của họ quanh chỗ ta ngồi, giữ tâm thanh tịnh, ít ham muốn. Đối với lễ nghĩa pháp luật nhân quả, hãy tin tưởng chắc thật chẳng ngờ vực. Ngẫu nhiên tà niệm giấy động, hãy lập tức thống thiết đoạn trừ. Làm được như thế, đối trước cảnh sẽ có thể tự dũng mãnh tỉnh ngộ. Còn như trong lúc nam nữ giao tiếp, hãy tận lực tránh xa những điều tị hiềm, buộc dép trong ruộng dưa, chỉnh mũ dưới gốc mận. Dẫu là kẻ hết sức thân thiết sâu đậm, nhất định là cần phải phân định trong ngoài rõ ràng. Mỗi lời nói, mỗi tiếng cười chớ nên cầu thả, vọng tâm sẽ tự nhiên chẳng bén mầm nữa. Đấy chính là phương pháp sửa đổi gạn lọc tận nguồn gốc vậy. Phạm nhân dễ bị sa trần sải bước nhất khi đối trước nhan sắc xinh tươi, trong khoảnh khắc bỗng dưng khó có thể kiềm chế cái tâm ham muốn. Hãy thử nhắm mắt chẳng dòm giữ trong lòng chẳng loạn, bất quá có thể giữ vững ý niệm trong giây phút đó, sẽ vì thế mà có thể đỗ đạt cao, có địa vị vinh hiển, vẻ vang cha ông để lại phước cho con cháu, so với những kẻ nửa đời vẫn đèn xanh quyển vàng và những kẻ tích lũy công đức theo kiểu khác. Phương pháp tích đức bằng cách khắc chế lòng dục sẽ là đỡ tốn sức mà công to, sao lại khổ sở vì sự hoan lạc trong khoảnh khắc vứt bỏ công danh suốt cả một đời, chuốc lấy sự độc hại suốt kiếp. Nếu chẳng kiềm chế nghiêm ngặt phóng tùng tình ý, rốt cuộc kẻ phấn trắng mày xanh, mỹ nữ chớp mắt đã thành không, nhưng ta do vậy mà giảm thọ giảm lộc mất mạng, lại còn mạng đáng hưởng phú quý do dâm tà mà đổi thành bẩn tiện.
Đáng nên có con do bị trừng phạt nên không có người nối dõi, vợ con mắc phải báo ứng dâm dật, con cháu bị báo ứng khốn cùng đủ mọi nỗi ác nghiệp, chẳng phải chỉ có một, ôi có hối thì đã muộn màng. Người hiện thời trong cuộc sống thường nhật đều chẳng biết cẩn trọng đối với ngôn ngữ hành vi, hoặc là vợ chồng cợt nhả, giỡn hớt trước mặt con cái, hoặc nuôi tiểu thiếp bôi son chát phấn, hoặc bỏ mặc vợ rong chơi bên ngoài, hoặc tôi tớ phạm lỗi gian dâm chẳng nghiêm cấm, đủ mọi lẽ không nghiêm túc, lấy gì để giữ yên nhà cửa? Nếu bớt ham muốn giữ tâm trong sạch, nói cười chẳng cầu thả, trong ngoài phân định rõ ràng, phòng ngừa đúng pháp, trong chốn huề môn đối đãi cung kính với nhau như khách, sẽ chẳng khiến cho người khác yêu kính ư? Diêu Đình Nhược nói: người đời nay chỉ riêng mình không dâm sẽ chỉ thành tựu sự nghiệp của chính mình, sao bằng một khuyên mười, mười khuyên trăm, trăm khuyên ngàn vạn, lại còn truyền bá đến đời sau vô cùng để cùng chứng thiện quả ư? Giống như vãi hạt giống, một thừng hạt rơi xuống đất thu hoạch tính bằng thạch, gieo vô cùng sanh trưởng cũng sẽ vô cùng, nhưng cần phải siêng gieo đừng bỏ ruộng hoang. Lại như thắp đèn truyền nhau, một ngọn đèn đã thắp, ngàn ngọn đèn sẽ đều được thắp. Đèn vô lượng quang minh cũng vô lượng, nhưng đèn ấy phải do ta truyền tiếp tục thắp sáng, đừng vì ta mà diệt. Chỉ sợ kẻ chẳng thật tâm gắng sức khuyên lơn mà thôi. Nếu nói khuyên người ta chẳng thuận theo để rồi không làm, tức là giống như gieo hạt, nhưng hạt chẳng xanh, chuyển đăng mà đèn chẳng sáng, có lẽ ấy hay chăng? Vương Đại Khế hỏi Liên Chỉ Đại Sư. Đệ tử tự xem bài văn giới sát của thầy bèn ăn chay trường, chỉ có điều sắc tâm hừng hực chẳng thể diệt trừ. Xin thầy hãy phương tiện răn dạy, khiến cho con quán tai họa của dục lạc cũng thê thảm giống như sát sanh. Sư đáp: sát là chuyện đau khổ, vì thế dễ diễn tả tình trạng thê thảm, dục là chuyện vui nên khó thể diễn tả nỗi thảm khốc. Này tôi nêu một thí dụ, công khai bỏ thuốc độc trong thức ăn dở tệ, đó là nỗi thảm độc của sát. Ngấm ngầm bỏ thuốc độc trong thức ăn ngon, đấy là sự thảm độc của dục, người có trí suy nghĩ sẽ hiểu rõ. Phàm nhân hễ thấy sắc đẹp bèn giấy tà tâm, các thứ ác tâm đều sanh, ác tâm sanh lương tâm chết ngắc. Chỉ có điều khi tà niệm đột ngột phát khởi chẳng thể khống chế, hãy nghĩ đến một chữ chết, hoặc nghĩ thân mình đang gặp chuyện hoạn nạn khó khăn, tà niệm ác sẽ nhạt bớt rồi ngưng dứt. Nếu không, hãy nghĩ người nữ ấy sau khi chết đi thịt giữa xương mục hôi thối chẳng thể gần được, sắc tướng trước mắt không gì chẳng phải là huyễn cảnh, ắt sẽ giật mình tỉnh ngộ. Nếu không hãy nghĩ ta do yêu thương cô này mà hủy hoại danh tiết của cô ta, tức là ta nhơ bẩn như phân đất, giữ vẹn danh tiết cho cô ta, danh tiết ấy quý như châu ngọc, hãy nên thương xót thành toàn cho cô ta, do càng yêu thương càng chẳng nỡ lòng ô uế cô ta, như thế ắt sẽ sanh lòng kính trọng nghiêm túc. Nếu không hãy nghĩ ta do mong cầu hoan lạc chốc lát mà hao tổn công danh, giảm bớt phú quý, giảm bớt thọ mạng của chính mình, không kẻ nối dõi, thành danh bại hoại, đều do vì chuyện này, như thế ắt sẽ mạnh mẽ tỉnh ngộ. Nếu không hãy nghĩ, cái tâm hổ thẹn ai nấy đều có, phụ nữ thất tiết chỉ vì mê muội nhất thời, tới khi bị cha mẹ anh em chán ghét, bị bố mẹ chồng và chồng ghét bỏ, bị xóm giềng thân tộc chê cười, sẽ thường hối hận không kịp, ngậm oán hờn mất mạng. Hoặc do trùng đụng bừa bãi mà đọa thai, mẹ lẫn con đều chết, oan hồn trong chốn tối tăm há chịu bỏ qua kẻ đầu sỏ, gây ra nỗi oan nghiệt ư? Nghĩ như thế ắt sẽ hoảng hốt kinh sợ, nguội lạnh lòng dâm. Nếu vẫn chưa được, hãy nghĩ nữ nhân gian díu sau lưng chồng, tức là hạng phụ bạc, nhẫn tâm quá mức tàn độc đối với chồng, còn nói chi đối với người ngoài ư? Hãy nên coi kẻ nữ ấy như sải lang, xem như rắn rết, coi như quỷ sứ câu hồn, coi như oán ra đời trước, như thế ắt sẽ kinh sợ kiêng dè. Trông thấy con gái của người ta, hãy nghĩ nếu dâm loạn cô ta sẽ giống như kẻ ác xâm phạm con gái của chính mình. Trông thấy vợ người ta phải tưởng như sợ kẻ khác dâm ô vợ mình. Ai nấy lúc vừa mới động niệm hãy tự răn nhắc sâu xa: ta dâm loạn vợ con người ta, nếu vợ con ta cũng bị kẻ khác dâm ô thì biết làm sao? Vừa đối diện nữ nhân bèn tưởng như vậy, cái tâm tà dâm ấy sẽ tự nhiên diệt mất. Đấy chính là món thuốc dập tắt lửa dục vọng nhanh chóng nhất. Hơn nữa, xâm phạm con gái người ta, có bao giờ con gái của chính mình chẳng bị kẻ khác xâm phạm? Ô nhục vợ người ta, vợ mình có bao giờ chẳng bị kẻ khác vấy bẩn? Chẳng cần phải tìm bằng chứng từ thời cổ, hãy xem khắp những chuyện báo ứng trong thời gần đây, sẽ thấy đạo trời đúng là chẳng sai mảy may.
Thấy những kẻ dâm dật đã phải chịu báo ứng, ai nấy đều như thế. Sẽ biết kẻ dâm loạn mà chưa bị báo ứng, ai nấy rồi cũng sẽ như thế. Thơ cổ có câu: khuyến quân mạc tá phong lưu trái, tá đắc khoái lai hoàn đắc khoái, gia trùng tự hữu đại hoàn nhân, nhĩ yếu lại thời tha bất lại. Nợ phong lưu khuyên chàng chớ mượn, mượn đã nhanh rồi trả chóng hơn. Người nhà sẽ phải nai lưng chịu, anh muốn khoan đèn họ chẳng dung. Lời ấy chí lý thay, gọi tình chẳng ít những kẻ đang say mộng. Ngô Trạch Vân nói: con người sau khi được thừa hưởng khí chất từ cha mẹ đã thành hình, điều quan trọng nhất không gì bằng sanh mạng. Nhưng nếu chưa thể dưỡng sanh, làm sao biết bảo toàn sanh mạng cho được? Đã biết bảo toàn tánh mạng sẽ có thể dưỡng sanh, đấy là nguyên lý chẳng thay đổi. Lòng người gần đây chẳng bằng thời cổ, phong tục mỗi ngày một tệ hơn. Trong những cái gây tàn hại nặng nề nhất đối với sinh mạng của con người, không gì to bằng sắc. Sắc ví như đào bén, chạm đến sẽ bị tổn thương. Sắc ví như chất độc từ chim chấm, uống vào ắt tiêu đời. Tùy nam nữ kết hôn chẳng tránh nghịch nhân luân. Nếu chẳng biết đến nghĩa lý tiết chế tình ái, nỗi sầu mất mạng vẫn ẩn trong đó. Nhưng người đời cứ thấy là chuyện ngọt ngào khoái lạc, cứ buông lùng chẳng biết tiết chế, là vì lẽ nào? Ấy là vì trước đó đã quên mất cái tầm đạo đức, ý niệm tà dâm, bèn do nhân duyên mà giấy. Đang độ tuổi thiếu niên khí huyết sôi nổi, đắm mến những thói phong đãng vô lại, thường tiêu mòn tinh thần hữu dụng trong tay đàn bà con gái chẳng hề tiếc nuối. Thậm chí có chuyện khoét vách trèo tường là chuyện hay ho, ngủ lang nơi tiệm ả đào, cặp kè kỹ nữ tự phụ là hạng phong lưu. Thậm chí đối trước vợ con nói bàn chuyện dâm dật, cật nhã xuồng xã trong chốn khuê phòng. Vì lẽ này gia phong bại hoại, kỷ cương luân thường vùi lấp trong sắc dục để tiếng xấu khắp trong ngoài. Nhưng kẻ ấy vẫn ngỡ là vui, chẳng nghĩ là khổ. Cho tới khi chìm đắm đã sâu, tinh khô tùy cạn, kẻ có chí khí do đó mà đọa lạc, tai mắt bởi đó mà lòa điếc, hình hài do đó mà còm cõi, nhân cách bởi đó mà thấp hèn, hết thảy các bệnh hư nhược bại sụi lại thừa dịp đó mà sanh, đến nỗi một thân sự nghiệp vô cùng, hy vọng không chi to hơn, thảy đều tiêu tán chẳng còn chi nữa. Rốt cuộc mất mạng đang độ tuổi trung niên, ghi tên trong sổ quỷ, hoặc là chết chẳng yên thân, hại đến con cháu, thảy đều là do lỗi lầm chẳng biết tiết chế sắc dục. Đó là đã coi sanh mạng như trò đùa vậy. Con người đối với tiền tài dẫu là mối lợi nhỏ nhặt vẫn so đo tính toán trăm kế để tranh giành, đã cân nhắc thâu nhập để quyết định chi tiêu vẫn sợ thiếu hụt. Có kẻ nào ăn xài phung phí chẳng biết chừng mực, sẽ bị mọi người chỉ trích là đứa phá của. Ôi, tiền bạc là thứ có được từ bên ngoài vẫn trân trọng dường ấy, còn như tinh dịch đáng quý chẳng được đặc biệt coi trọng như tiền tài. Sự tàn hại của dâm dục chẳng hề nhỏ nhoi, tiền của đã hết ắt nghèo túng, tình đã hết ắt chết tươi. Thế mà cứ mặc lòng phóng túng dâm dục, chẳng biết tiếc nuối mảy may. Một mai tình cạn tủy khô, nước cạn, lửa hừng, thuốc thang vô hiệu. Hối hận thì đã muộn mất rồi. Ông Tô Đông Phà nói, chuyện gây tổn thương sanh mạng chẳng phải chỉ có một, nhưng kẻ hiếu sắc ắt phải chết. Thân con người dùng thần để chế ngự khí, khí hóa thành tinh. Tinh thần sung mãn tròn đầy, thân thể cường tráng, đủ sức làm chuyện lớn lao. Nếu dâm dục vô độ, ắt tinh cạn khí hao, thần chẳng thể duy trì được, sẽ thành bệnh tật chết sớm. Hiểu nguyên do này, há chẳng thận trọng ư? Thần thể gia tốc, nhận lãnh từ cha mẹ, chẳng dám hủy hoại tổn thương. Đó là khởi đầu của lòng hiếu vậy. Nói đến chuyện hủy hoại tổn thương, há chỉ có nghĩa là gãy tay gãy chân mà thôi. Giống như một cái cây quý mới mọc, trong lúc nó đâm chồi nảy nở, ắt phải kiêng đắn chặt, sáng bón tối chăm, sau đấy mới hồng nó tỏa dập bóng. Kẻ đương tuổi dậy thì gân cốt vẫn chưa vững chắc, huyết khí chưa định, mà đã chôn vùi chân nguyên trước, đến nỗi hình thể khô khao, còm cõi, tinh hoa tiêu sạch, trăm thứ bệnh theo đó ồ ạt nảy sanh. Đối với cảnh ấy, cha mẹ kinh hoàng bối rối bó tay, chẳng biết làm sao. Ở đây, tạm chẳng bàn đến chuyện âm chất thiếu khuyết, hiềm rằng tuổi thọ suy giảm là do tự mình gây tạo oan nghiệt, khiến cho song thân ngầm ôm nỗi đau vô bờ. Cổ nhân mỗi bước đều chẳng dám quên cha mẹ, vì thân này là do cha mẹ lưu lại, há nên điếm nhục sự thanh bạch ư? Hễ điếm nhục thân thể thanh danh, sẽ là bất hiếu không chi to bằng. Kẻ thiếu niên khinh bạc đến nhà thân hữu tự tiện dòm ngó nữ quyến của người ta, hoặc nghiêng tai nghe trộm, trên đường đi gặp người nữ xinh tươi, dừng chân ngó sững, lãng nhãng theo đuôi gạn hỏi tên họ. Thậm chí lấy chính những người
mà chính mình đã được thấy nghe để mặc sức trồng gẹo bàn tán cùng đồng bọn. Thử hỏi cái tâm ấy là cái tâm gì vậy? Ông Cử Bá Ngọc chẳng lén nút làm chuyện xấu từ Mã Ôn Công suốt đời, chẳng có chuyện gì không thể nói với người khác. Vậy mà những gã thiếu niên khinh bạc ấy, ngay trong lúc ban ngày ban mặt, ở nơi mọi người dồn mắt trông vào, cứ ngạo nghễ bộc lộ thói xấu chẳng ngại ngần, khinh bạc như thế, còn chẳng coi những vị đoan chánh ra gì, há chẳng khiến cho quỷ thần vẫn phẫn nộ ư? Nếu trong những kẻ quen biết có hạng người như vậy, hãy nên sớm tuyệt giao, chớ nên thân cận với chúng nó một ngày nào. Tất Trung bảo, thế giới hiện thời ngày càng tối tăm ô trược, thành niên nam nữ ngày càng lắm kẻ bại hoại danh tiết, chôn vùi thân thể. Suy xét nguyên cớ, nếu bắt nguồn từ dâm thư và tranh ảnh dâm đãng gieo rắc nọc độc, trộm xét mấy thuở gần đây, những thứ dâm thư dâm họa diễm tình mới ra lò chẳng đếm kẻ xiết. Mỗi cuốn sách ra mắt chẳng biết sẽ bán cho mấy trăm ngàn người. Những gã tác giả thường nói cho êm tai là xé màn tăm tối, chẳng biết đó là phương cách hướng dẫn ươm ủ dâm đãng. Chính phủ đã nhiều lượt nghiêm cấm dâm thư, có những kẻ bề ngoài tuân lệnh nhưng vẫn ngấm ngầm bán ra hết sức đáng than thở. Các thứ ấy được xuất bản nhiều lượt chẳng cùng tận, chỗ nào cũng thấy. Thiếu niên nam nữ thấy mục lục các sách ấy được đăng tải quảng cáo trong báo chí, đúng là muôn màu muôn vẻ, mô tả hết sức tường tận, nảy ý tò mò mua về xem, chẳng tránh khỏi truyền tay cho bạn bè cùng xem, đến nỗi mắt say tâm mê, thần hồn điên đảo. Đứa nhát gan sẽ chẳng dám dễ dãi thử mùi, nhưng thân thể đã vô hình bị hao tổn. Đứa bạo phổi chẳng thể tự kiềm chế, nếu lỡ xa chân, hệ lụy nhỏ là thất nghiệp, thất học, hao tinh tổn thần. Ba thứ quý báu trong thân người chính là tinh khí thần. Nếu căn bản ấy bị mất đi, bệnh tật sẽ nảy sanh, làm sao sống lâu cho được. Hệ lụy to lớn là tan nhà mất mạng, tuyệt dòng đứt giống, cho đến lúc ấy hối đã chẳng kịp. Phòng khí dâm tà tối tăm ở Thượng Hải vượt xa nơi khác. Thử xem những nơi cất chứa những thứ dơ bẩn ô uế, dẫn dắt con người ra hầm sụp hố chỗ nào cũng có. Tai mắt bị tiêm nhiễm, kẻ thường ngày ý chí kiên định tự trọng vẫn chẳng tránh khỏi bị bạn xấu lôi kéo mà sa ngã. Do vậy tôi nói sách dâm tranh dâm đúng là lưỡi dao sắc bén giết người. Chỉ nguyện các em các cháu thanh niên, những thiếu nữ khuê các, hễ gặp những dâm thư ấy hãy xé bỏ hủy diệt đừng đọc. Gặp những đứa bạn xấu hãy nghỉ chơi đừng gặp mặt. Vẫn mong hãy dằn nhắc lẫn nhau, đừng dấn thân vào nguy cơ sát nhân vô hình. Tuổi này đối trước giới xuất bản, giới sắc tác giả, giới sáng tác dập đầu chín lại thưa, ai chẳng có con em, ai chẳng có vợ con, nỡ lòng để họ lọt vào chốn tối tăm, vây hãm trong tử vong tuyệt dòng đứt giống dõi ư? Tôi lại dập đầu chín lại trước các vị hiệu trưởng, các vị gia trưởng, những vị kinh lý các nơi, thưa, mong các vị hãy chú trọng mọi lúc đều nghiêm ngặt giám sát.